Sofía. Cảm ơn bạn sống đấy các bạn. Sẽ sắp cho xem một ít để xem bạn sống. Đây. Sam đang ngồi đợi bố rán bánh này các bạn, rất là nôn nóng đợi món bánh bố rán.
đợi xíu, chưa chín. Từ từ. Xem là nóng lỏng thế nào đây các bạn. Gần chín rồi. Ăn, sao ăn hết đi, nó còn kia mà. Nguội cho sao ăn nhé. Xịt cái bánh các bạn. Sáu cái à? Nó làm có 7 cái một con ăn thì 6 cái mà. Sao mà ăn 2 cái hay 3 cái cơ mà. Sao cũng ăn tốt mà. Sao ăn tập thể dục, dáng sao ăn đẹp. Đúng không? Đúng không sao ăn?
Sam ăn bánh xong thì Ngọc lấy nước cho Sam uống đấy các bạn. Ngọc rất là thương yêu Sam. Các bạn phải bấm chuông, chia sẻ và cả